Nó đều có màu xanh, ba dung dịch
Cô có một cái thử thách nữa các bạn, đó là các bạn
Quan sát ở đây cô có một cái mô hình phước
Giữa phối tử và nguyên tử trung tâm bạn nghĩ là liên kết ion, tại sao lại
chị, hai cộng. À, nó có điện tích, nó có điện tích cho nên bạn nghĩ nó là điện tích ion. Rồi, cảm ơn bạn, mời bạn ngồi. Các bạn khác có đồng ý với bạn mình không? Không ha. Rồi, vậy thì theo các bạn, liên kết giữa phối tổ và cái trung tâm sẽ là liên kết loại gì? Thưa cô, con nghĩ là liên kết giữa phối tử và giữa trung tâm là liên kết cho nhận. Bạn nghĩ là liên kết cho nhận. Rồi, cảm ơn bạn, các bạn khác. Các bạn khác có đồng ý với bạn mình không? Đồng ý ha. Rồi, tại vì sao? Bởi vì các phối tử thì nó có những cặp electron chưa liên kết và nó đã đạt được cấu hình bền giống khí tím. Còn lại thì nguyên tử trung tâm nó có các không gian trống, cho nên liên kết được hình thành giữa phối tử và tâm sẽ là liên kết cho nhận. Các bạn ghi nhận cái này vào trong cái trình cô. Bây giờ ở chỗ các bạn á, cô đã để sẵn cho mỗi nhóm có một cái thẻ bí mật. Bây giờ các bạn trong vòng 1 phút, mỗi nhóm các bạn lắp ghép cái mặt ghép ở trong cái bộ quần thành một cái mô hình này để cho cô
công thức của một ba dòng phút với dạng hình học cho sẵn. Trong 2 phút, mỗi nhóm sẽ chỉ ra đâu là nhân trung tâm, đâu là phút tử và vẽ ra dạng hình học của dòng phút đó. Sau 2 phút, các bạn sẽ nhận được tín hiệu thì các bạn sẽ chuyển cái ion mà cái đề mà mình nhận được đó, cho nhóm kế tiếp. Và các bạn sẽ được nhận một cái công thức mới để các bạn tiếp tục. Cái thứ tự chuyển đề của mình sẽ là nhóm 1 chuyển đề cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển đề cho nhóm 3 và nhóm 3 chuyển đề cho nhóm 1. Nhóm 4 sẽ chuyển đề cho nhóm 5, nhóm 5 chuyển đề cho nhóm 6 và nhóm 6 chuyển đề cho nhóm 4. Các bạn vẽ xong công thức nào thì các bạn có thể gửi lên Padlet công thức đó ha. Các bạn có thể vẽ trên máy hoặc các bạn có thể vẽ tay hoặc trên giấy cũng được. Và các bạn chụp hình, các bạn gửi lên dự con. Kéo được rồi. Thấy rồi. Trong cái ra lúc mà mới. Rồi các bạn chuyển đề. Nhóm 3 thì có cho một bạn chuyển qua nhóm 1 giúp cô. Nhóm 6 cho một bạn chuyển đề qua nhóm 4 giúp cô. Rồi các bạn tiếp tục với ion thứ 2. Rồi hết giờ các bạn chỉ các bạn từ năm hình lộ nhóm nha, mình sẽ phân tỉ cho nhóm bạn mình đó nha. Thank you.
Các bạn cũng có thể phần tiếp theo cho buổi học xong nha. Các bạn cũng có thể